Rồi, mình cũng mến chào mọi người nha. Bữa nay tiếp tục đi thăm bẫy bên dùng con nuôi tôm đó mọi người. Đây mọi người coi địa hình nha mọi người. Dữ dằn luôn. Hết biết luôn. Giặc này thì còn lớn nhiều lắm mọi người. Mấy bữa trước có chủ vuông này nè, bắt chín con được ký chín mọi người. Ta đi ra vuông đó, cái bờ nó hơi trống. Chiều mưa lâm râm á, mát ra gì á, bắt dính còn ký chín. Lọc mình thì gắn cái chín thì vô tút luôn mọi người. Bữa nay mình đem 8 cái bẫy bự luôn, 8 bẫy 10 vuông. Cái luồng này thì mình thay bẫy bự muốn hết rồi, còn chắc cũng mớ à. Chiến mình đem theo 5-6 cái, 7-8 cái rồi đó. Mình rút 3 cái lọc 80 về. Lọc 80 đa số là đặt gắn lớn nó vô, đa số mắc chuột không rồi. Mắc chuột, toàn bộ mắc chuột không. Là mà đặt lại cái dưới cái là bự thì dính gắn bự. Là mình nghĩ chắc con gắn bự nó vô cái lọc nhỏ quá, nó vô làm sao mà nó ra được. Toàn là mắc chuột không. Chiến mắc mấy cái vậy. Mà chắn là bự vô thì dính. Cái bẫy mình đặt ở bên cái góc của nó đó, chỗ cái cây tràm tà lạc. Đây lộ cái đó còn hơi xa quá. Rồi, ngày mới mình không quên chúc mọi người một ngày mới vui tươi và tràn đầy niềm vui. Mọi công việc đều luôn luôn thuận lợi nha. Để chừng nào mình tiến gần cái bẫy thì mình quay cho mọi người xem nha. Đây qua đó xa quá. Ai gần tới cái bẫy nha mọi người. Ví dụ thăm cái bẫy la này lần nào cũng quá cực luôn. Toàn là chui theo cái kẹt này nè mọi người. Mấy kẹt cây nè. Nó tấp nhũng mà. Khó đi quá. Cái luồng bẫy này chiến rồi mình thăm chính được 4 con, 4 cái mấy mọi người. Được con ký 2 với con ký 1, ký 1 50. Với 2 con ký 9 50. Lúc này là chạy cá mùa bự không à. Vô cái bẫy này lần nào kiến nó cắn quá xá luôn. Trời ơi còn chuột kìa mọi người. Chuột nó ở ngay cái đầu hôm kìa. Vô là thấy chuột, con chuột. Chỗ này nó im gì đâu. Mấy chân trước mình thấy nè, cục phân ở đây nè mọi người. Mình đặt dính con 900g à. Chín trăm gram không, không ngờ mình đeo nó chưa có dính. Bữa bữa là có dính con thứ hai quá. Rồi tiếp tục mọi người. Trời bữa nay ông ui ui ông nắng không mọi người. Trời này thăm bẫy mới ngon mọi người. Đặt ngay cái ở dưới cái ghế nước không biết có lụm không hay không đây. Cái bẫy mình đậy quá kín luôn rồi. Đậy đậy lại mới được, không đậy lại. Ôi dính mọi người, dính mọi người. Ôi là trời, hàng khủng mọi người ơi. Quá xá luôn rồi. Trời nó đè cái hôm nha mọi người. Ôi là trời nó nặng. Quá đã rồi. Trời ơi. Hết biết rồi. Nó đè cong cái hôm ra ngoài luôn mọi người. Chèn đè cong hôm luôn. Trời con này dám ký 7 ký 8 lắm ta. Hết biết nặng rồi. Con này 2 ký thì không được, 2 ký đâu.
quá xá đã luôn rồi. Ôi ôi nó đè cái hôm. Đè đè chứ dễ gì ra nổi, mình buộc có lên có 4 ô mọi người. Đè đè chứ dễ gì ra được. Hết biết cái nặng rồi. Ôi trời nó nằm một đống ở trong này mọi người. À, một cục đen thui luôn. Đen thì lì luôn. Quá xá con này luôn rồi. Ôi ôi nó nặng tay. Đến cỡ này mới sướng mọi người. Ôi trời nó mạnh nó đè cái hôm sập lép luôn. Quá xá luôn. Con này cỡ không dưới 1,7 kg. Coi chừng còn hơn nữa mọi người, nặng, quá trời nặng luôn. Rồi để mình thọt cái bẫy khác kia tiếp tục thăm đó mọi người. Rồi tiếp tục con này mình có một cái mọi người. Quá trời sướng mọi người. Con đó thì không có mất cỡ ký 6 ký 7 rồi. Cỡ ký 6. Lọt 10 vuông nó vô gọng ginh nha. Có một cục một. Quá đã. Con này nó mạnh thiệt, nó ép cái hôm quá trời luôn. Cái bẫy mình trong đây nè mọi người. Hết biết nặng à. Con này nặng dữ dằn luôn rồi. Vô. Thấy độ hôm không có phân rồi. Còn chuột, còn lúa luôn trời. Bệnh lúa từng lấy chứ mang không hết á. Đây, bắt gắn này ra mọi người. Đây mọi người. Nó dồn lên cục này nè mọi người. Hết biết luôn rồi. Dữ dằn luôn. Còn này mọi người đón ăn có nhiêu mọi người. Làm công cái hôm ngoài luôn. Hết biết. Con này dính chứ cũng mấy ngày nè. Ỉa phần khô chứ. Kìa nó khi khi kìa mọi người. Khi khi vậy đó. Trời không nắng không mà hầm quá. Rồi để bắt ra mọi người. Rồi để mở bao cho mọi người xem nè. Biết nó bự cỡ nào đây. Cái lồng này nó cũng còn rộng lắm người. Đây. Đây, nó mới có phần nửa cái lồng à. Lồng này thì gắn cả 2 kg mấy là vô bình thường không người. Rồi nó vô một cục luôn. Quá xa. Quá đã. Con này không dưới ký rưỡi ký 6 rồi. Cỡ ký 6. Nặng dữ lắm mọi người. Hết biết nặng luôn. Hôm bé trước bà đàn ở trên con ký 9. Cũng đâu bự hư đâu. Quá đã. Trời ơi, cái dãy nào dãy nấy. Chà bá, chà bá. Rồi, nó bắt ra mọi người. Rồi, bắt ra luôn mọi người. Coi kỹ ra nó có lủng không. Bữa nay đem có 2 cái túi lưới à. Quá đã.
hồi nãy không bắt, bây giờ nó quay cái đầu lên, quay là kẹt khôm. Đó, 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 đó. Nó giữ rồi đó mọi người. Ô, nó giữ. Ô, biết rồi. Nó giữ. Ô, nó giữ. Hết biết con này nó giữ rồi. Bảy tao nó hiền hai ngồi nó giữ ghê. Ra ngoài nó giữ hết biết rồi. Ai cả cái gửi cái sáu mày rồi. Ôi nó giữ. Nãy mình ở ngoài không sát cái này là nó sợ nó tung lên cái đường này đó mọi người. Trời con này nó giữ. À, dính mấy con lớn này đưa nó giữ lắm mọi người. Mấy bữa trước mình dính con thứ ba nó cũng giữ. Giữ không thua con này đâu. Hai bao luôn. Rồi sửa cái lồng vô chuột thăm tiếp mọi người. Rồi tiếp tục mọi người. Đây mình đặt cái bẫy này chiến gọi mất tiêu con chuột mọi người. Chiến gọi mình đặt cái lọt 80 á. 80. Rồi mất chuột rồi mình thay lại cái bẫy 10 vuông. 10 vuông 5 tấc. Bẫy này là cỡ 5 tấc, 5 tấc 10 vuông là đặt vừa. Bự quá thấy vậy chứ. Khó đặt mọi người. Bự quá thấy gì chứ khó đặt. Wow. Ổn rồi mới đóng cái gì cả. Nãy mình cũng lấy được ổ. Nhằm bữa lấy cũng được 5 cái ổ. Đây. Mới đóng có mặt không ý. Mới đóng không có mặt. Này chỗ này nè. Chứ rồi mất cũng được mọi người. Luồng bẫy này chiến gọi cũng có một cái mất chuột mà dính con tí luôn lắm kìa. Tiếng quá trời tiếng rồi còn chuột chạy tung tăng luôn. Bịch lúa mới ăn mấy phần nữa từng lấy tính ra ăn cũng ít thôi. Cái gì mà cái gì hâu quá vậy. Ôi con cắn gì vậy. Ôi con cắn lãi. Ôi ôi mình bắt con cắn này ra mới được mọi người. Hầu quá vô chuột xử luôn, bự chuột bự quá nó xử luôn. Rồi tiếp tục đó mọi người, cũng còn mấy cái nữa muốn hết mọi người. Những cái nào không dính chắc mình về mình cắt qua bớt quá. Luồng bẫy này bữa nay sao mà chạy hơi yếu mọi người. Mai là dính được con bự không thôi là cũng đuối đó mọi người. Luồng bẫy này cũng 32-33 cái gì ạ. Này cái bẫy mình đặt ở trong cái lùm này mọi người. Chứ gọi mà có mấy cái mất chuột mà chứ này không dính đâu. Cạnh này ông nắng quá. Sao mấy cành kia mưa quá trời mưa mà sao khu vực này nắng quá trời nắng khô. Cái bẫy đâu rồi? Trời nằm ở đây.
Trời ơi, còn chuột luôn mọi người. Chuột nó khóa quá trời nữa. Nó tha gác, đóng đóng vậy. Khóa dữ vậy. Này, quất dài đám mưa. Cẩn trọng cái này. Đập chạy. Nắng quá. Nắng ngày mưa mấy cạnh kia không, cạnh này ít mưa. Rồi bữa nay được có ăn con này mọi người. Còn khoảng cỡ 4 5 cái nữa, 5 6 cái mà ngay chỗ khu vực ông đang mưa đó mọi người. Đó kìa. Mọi người coi kìa. Ngay cái chỗ đó luôn. Chỗ này mình thăm ở đây thì không có mưa. Chỗ đó quá trời không chuyển luôn. Còn mấy cái trong đó đi vô đó là dính à, dính mưa à. Đây. Được con này cũng ngon. Con này con đực cái gì mà nó dữ dữ vậy trời. Con đực quá. Quá trời dữ. Ôi ôi cái phang đó kìa mọi người. Ôi con này. Con này lúc ở dưới cũng có con phang nhỏ đó kìa mọi người. À, lúc ở dưới có con phang nhỏ này vậy. Wow. Ba phang nghìn gánh luôn. Quá đã, quá đã. Ủa mấy con kia sao mà nó không có cái phang nhỏ dưới vậy ta? Con này nó có cái phang chút xíu dưới à? Mình không có để ý cái này nữa mọi người. Ủa con này nó ủi. Con này phải cho nó vô hai bao được. Cái bao này thấy vậy chứ không tốt. Loại bao trắng á. Trắng nó tốt. Để bữa nay lụm con này cũng ngon rồi. Quá ngon. Rồi video mình cũng xin kết thúc mọi người. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo mình nha. Bye bye mọi người nha.